Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024 và 14 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, sáng ngày 17 tháng 10, Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Liên đoàn Lao động huyện tổ chức gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và nói chuyện chuyên đề với nữ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn huyện. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, ở huyện có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Trần Nguyên Thọ, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Phan Hồng Yến, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy và 82 chị là nữ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Trước khi bắt đầu buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng hoa chúc mừng các ban xây dựng Đảng huyện ủy nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập các ban đảng, ban tổ chức 14 tháng 10, dân vận 15 tháng 10, văn phòng 18 tháng 10 và 76 năm ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10. Trong buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động cán bộ nữ trong thời gian qua, diễn văn truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ về vị trí vai trò của người phụ nữ nhất là người phụ nữ hiện đại phát huy truyền thống phụ nữ việt nam nữ lãnh đạo quản lý huyện vũ quang luôn thể hiện tốt vai trò của mình trong gia đình và xã hội nhất là luôn được cấp ủy chính quyền các cấp ở vũ quang quan tâm có nhiều chủ trương chính sách đến công tác cán bộ nữ từ quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đến đề bạt bổ nhiệm sắp xếp bố trí các vị trí chức danh đặc biệt là các vị trí lãnh đạo quản lý Hiện nay, nhiều cán bộ nữ đảm nhiệm các chức danh quan trọng trong các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội. Đến nay, nữ cán bộ công nhân viên chức toàn huyện có 175 chị, chiếm tỷ lệ 50,5%, trong đó có hai cán bộ nữ tham gia ban thường vụ huyện ủy. Đặc biệt, huyện Vũ Quang vinh dự có bí thư huyện ủy là nữ, có 6 cán bộ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ huyện, có 13 trên 31 phòng ban ngành đoàn thể, hội, có lãnh đạo nữ, 9 nữ đại biểu hội đồng nhân dân huyện. Cán bộ nữ cấp xã có 4 trên 10 xã, thị trấn có thường trực đảng ủy là nữ, có 2 trên 10 xã có thường trực hội đồng nhân dân là nữ, 2 trên 10 chủ tịch ủy ban nhân dân xã là nữ, 2 trên 10 chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc là nữ. Tỷ lệ nữ được quy hoạch vào các chức danh cán bộ, quản lý từ cơ sở đến huyện, đảm bảo theo quy định kế thừa phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc phụ nữ vũ quang đã và đang ra sức thi đua học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc tích cực rèn luyện phẩm chất người phụ nữ việt nam tự tin tự trọng trung hậu đảm đang cán bộ nữ đã khắc phục mọi khó khăn nỗ lực cố gắng vươn lên hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được đảng nhà nước giao phó Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã gửi lời chúc mừng, đồng thời biểu dương ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý các cấp trong thời gian qua, dù ở nhiều vị trí, nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng các chị đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thành tích mà các chị đạt được trong lĩnh vực phụ trách đã góp phần vào thành tích chung của huyện nhà. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Mong muốn phụ nữ nói chung, đội ngũ nữ cán bộ, lãnh đạo quản lý nói riêng, tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương Vũ Quang ngày càng giàu đẹp văn minh. Tại buổi gặp mặt lãnh đạo huyện Vũ Quang đã tặng hoa chúc mừng các chị nữ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trên địa bàn huyện. Cũng nhân dịp này, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Liên đoàn Lao động huyện tổ chức diễn đàn nói chuyện chuyên đề vai trò của phụ nữ trong thời đại công nghệ số với nữ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn huyện, tại diễn đàn các nữ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện đã được đồng chí Hoàng Văn Thanh, giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chia sẻ chuyên đề Vai trò của phụ nữ trong thời đại công nghệ số, trong đó nhấn mạnh đến vai trò vị trí của người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại trong gia đình và ngoài xã hội, xây dựng vẻ đẹp thể chất, tâm hồn trí tuệ của phụ nữ, bí quyết kỹ năng nuôi dạy con trong thời đại mới, giữ gìn gia đình hạnh phúc trong đời sống hiện đại. Cũng tại diễn đàn, đại biểu nữ cán bộ, công chức, viên chức đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và phản ánh những kiến nghị liên quan đến các nhóm vấn đề về công tác xây dựng gia đình, an sinh xã hội và bình đẳng giới như đề nghị quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho chi hội phụ nữ ở cơ sở nhằm đảm bảo hoạt động, cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, hố lắng lọc trong thực hiện xây dựng nhà vườn sinh thái cụm dân cư sinh thái theo nghị quyết 55 của Hội đồng nhân dân huyện, các chế độ nghỉ dưỡng thai sản của nữ công chức viên chức với tinh thần dân chủ thẳng thắn và cởi mở, tại diễn đàn lãnh đạo huyện đã lắng nghe, tiếp thu và trả lời trực tiếp những băn khoăn vướng mắc của cán bộ phụ nữ, đồng thời tiếp thu toàn bộ những ý kiến kiến nghị để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban cơ quan liên quan tập trung xem xét giải quyết kịp thời.